Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh với Radio Magic Radio hay là Chiêm Tinh Radio. Và mình là Thu Anh, DJ tại Radio. Thì hôm nay chúng mình sẽ đến với phần thứ 2 trong series về 12 cung mộc. Hôm nay chúng mình sẽ nói về cung mộc số 2, cung mộc Kim Ngưu. Trước khi vào với nội dung của Radio, các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự Học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm Tinh Cổ Học. Và hiện giờ thì mình đang triển khai gói mới, và gói này chỉ chạy cho đến chắc là hết tháng 1 năm sau, đó là gói về vận hạn năm 2022. Gói này thì mình sử dụng tất cả những kiến thức mà mình có, cả bói bài, cả chiêm tinh lẫn cả phong thủy, để tổng hợp vào trong một cái gói để xem phân tích chi tiết vận hạn của bạn trong năm sau. Rồi, thì các bạn có thể tìm thấy link fanpage của mình, Tất Tần Tật Linh, ở phía dưới phần mô tả nhé. Ok, thế bây giờ chúng mình sẽ đến với nội dung của Radio. Hôm nay thì nói về mộc Kim Ngưu. Ok, bạn nào mà chưa biết về tính chất cung hoàng đạo Kim Ngưu, các bạn có thể xem trong những radio lần trước của mình. Rồi, mộc Kim Ngưu đối với các bạn ý, vật chất, ổn định, tài chính là những thứ quan trọng nhất. Các bạn chỉ thật sự cảm thấy cân bằng, an toàn khi trong ví có tiền, trong tài khoản ngân hàng không bị âm, có nhà đẹp để ở, đồ ăn ngon trong tủ lạnh. Mộc Kim Ngưu ở đây đến với thế giới này, kiếp sống này, để trải nghiệm cuộc sống dưới góc độ thực tế, chứ không phải là theo đuổi tâm linh. Đấy, không phải là ai đến với thế giới này cũng có sứ mệnh để nâng cao năng lượng tần số của mẹ trái đất đâu các bạn ơi. No. Cái người mà bạn thấy là thực tế, thực dụng, có thể kiếp trước họ đã tâm linh hơn bạn rồi đấy. Thế nên kiếp này ở đây vũ trụ bảo họ là mày chưa hoàn thành cái phần thực tế trong cuộc sống, thì mày ở kiếp này để mày trải nghiệm cái phần thực tế đó. Thế nên chúng mình, khi mà mình tìm hiểu về chiêm tinh, mình hiểu về kiếp trước, kiếp sau, về luân hồi, thế nên là mình học được một cái bài học, đó là mình không có đánh giá người khác. Chúng mình không đánh giá người khác, vì kiếp này có thể họ như thế, nhưng mà có thể vài kiếp trước họ giỏi hơn mình rất nhiều. Là như vậy. Rồi, tiếp theo với mộc Kim Ngưu, nhà 1 Kim Ngưu, nhà 7 đối đỉnh là cung Thần Nông. Mặc dù các bạn này có tính cách ổn định, thực tế, tuy nhiên bạn đời của bạn lại mang năng lượng của Thần Nông, hoang dã, thất thường, thiếu ổn định và dễ gặp vấn đề về tâm lý. Rồi, còn nữa, cung nhà 6 lại là cung số 7, cung Thiên Bình. Thế nên bạn và bạn đời của bạn, chuyện chăn gối chưa hết là hợp nhà nhưng tính cách rất khác nhau, thường xuyên cãi nhau, khắc khẩu. Và có ít nhất một lần trong đời, dù vô tình hay cố tình, bạn đời trở thành kẻ thù, người ngáng đường bạn. Ví dụ, mình lấy một cái ví dụ để chúng mình hiểu là vô tình ngáng đường nhá. Bạn nhận được cơ hội thăng tiến trong công việc, nhưng mà cái cơ hội thăng tiến này, đấy, nó buộc bạn phải dành nhiều thời gian hơn một chút cho công việc. Thì đúng lúc đấy, bạn đời của bạn lại gặp tai nạn, cần bạn chăm sóc, và thế là bạn từ chối cái cơ hội thăng tiến đó. Mặc dù họ không cố ý ngáng đường, cản đường bạn, nhưng thế nó là nghiệp quả do của kiếp trước. Có thể bạn đã ngáng đường họ, thì kiếp này họ vô tình họ ngáng đường bạn, và cái cơ hội thăng tiến đó không đến lần thứ hai, kiểu như thế nhá. Rồi, rồi các bạn mộc Kim Ngưu có cung nhà 4 là Sư Tử. Mặt trời cai quản Sư Tử. Ok, và nhà 4 thì là nhà của mẹ, nên đối với những bạn Kim Ngưu này, mẹ là người mà bạn rất tôn trọng. Mẹ là kiểu người tỏa sáng, bước vào phòng mà mọi người phải dừng lại ngoái nhìn. Có thể mẹ là người có tiếng nói trong nhà, mọi người rất nghe lời mẹ, kể cả bạn. Đấy, và sau này bạn cũng trở thành người có tiếng nói trong nhà, đặc biệt nếu bạn là nữ. Nhà của các bạn nhìn chung là
đẹp là một, nhưng mà theo cái kiểu phong cách kiểu lộng lẫy lấp lánh cung điện á các bạn, như nhà ở của vua chúa ngày xưa, tức là đại diện cho năng lượng mặt trời. Thế một số người thì họ thích nhà của họ đơn giản, theo phong cách tối giản, ngăn nắp, gọn gàng là được. Nhưng các bạn mọc kim ngưu ấy, nhà của các bạn ấy nhìn nó cứ lấp lánh, sao thích dùng đồ màu vàng á, đồ kiểu lấp lánh, mình hình dung ngay đến nhà của mấy cái nhà mà trên Google á, mấy cái ảnh nhà trên Google mà trông bàn to, ghế to mà như kiểu dát vàng ấy, trông nó cứ như biệt phủ, thì nhà của Kim Ngưu sẽ theo cái kiểu phong cách như thế. Tiếp theo, cung nhà 9 là Market. Mình nói không theo thứ tự nhà đâu nha, nhưng mà mình sẽ cover hết đủ 12 nhà. Cung nhà 9 Market thì với các bạn này, về vấn đề sự nghiệp, mọc Kim Ngưu có xu hướng nối nghiệp cha. Bởi vì sao? Cung nhà 9 là nhà liên quan đến cha, đến mentor, và Market là cung của sự nghiệp. Thế nên sự nghiệp của các bạn thường có xu hướng nối nghiệp cha, làm nghề giống cha mình, hoặc trong công việc bạn rất để ý đến lời dặn dò khuyên nhủ từ cha, và lời khuyên từ cha giúp bạn thăng tiến trong công việc. Lưu ý ở đây không phải tất cả, không phải chỉ là cha đẻ, mà tất cả những người mang hình tượng người cha như giáo viên, người hướng dẫn, sếp của bạn đều có tầm quan trọng trong sự nghiệp. Nhớ nhá, tất cả những người mang hình tượng người cha có tầm quan trọng trong sự nghiệp của bạn, của các mọc kim ngưu. Tiếp theo là các bạn này có khả năng học cao, lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, có số du học. Và đặc biệt vì công việc sorry các bạn, thường xuyên di chuyển, thường xuyên công tác, hoặc là tham gia khóa đào tạo, hội thảo ở nước ngoài, thường xuyên vì công việc, nhưng đi rồi lại về. Đó nhá. Nhà 9 là nhà của việc ra nước ngoài rồi lại về. Tiếp theo, cung nhà 10 Bảo Bình. Nhà 10 là nhà của sự nghiệp và Bảo Bình là cung của xã hội. Công việc của các bạn liên quan nhiều đến xã hội, hoặc bạn làm trong những tổ chức và doanh nghiệp lớn. Nếu có anh chị lớn, mình đang nói về anh chị ruột, anh chị lớn của bạn cũng có ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn. Có thể là bạn làm ngành giống anh chị mình, hoặc là anh chị mình giúp đỡ bạn, anh chị của bạn chứ, giúp đỡ bạn trong sự nghiệp. Rồi, cai quản nhà 3 và nhà 5 là thủy tinh. Đấy, trước hết là nhà 3 là nhà của giao tiếp và nhà 5 là nhà của đầu cơ. Hiện giờ chúng mình đang có gì nhỉ? Đầu tư chứng khoán ha. Đang nổi, hầu như ai, không phải hầu như nhưng mà rất là nhiều người đang chơi chứng. Thì nhà 5 chính là nhà đại diện cho năng lượng của những cái đầu tư, đầu cơ, mạo hiểm đó. Chứ là mọc kim ngưu, bạn thông minh. Thủy tinh là hành tinh của thông minh, logic. Thì các bạn này rất thông minh trong những lĩnh vực thuộc hai nhà này, tức là nhà 3 và nhà 5. Các bạn giỏi giao tiếp là một, đặc biệt giỏi sale, giỏi marketing, giỏi đầu cơ, đầu tư mang tính rủi ro cao như chứng khoán, cổ phiếu, bất động sản. Nhà 5 là nhà của con cái, thế nên con đầu lòng của các bạn mọc kim ngưu không quan trọng trai hay gái, mang năng lượng của thủy tinh. Tức là con đầu lòng của bạn thông minh nha. Rồi, thông minh, nhưng cái đứa trẻ này trong đời nó có nhiều chướng ngại vật, nhiều kẻ thù, nhiều người ngáng đường. Hồi bé thì hơi khó nuôi bởi vì nó mang năng lượng của thủy tinh và đặc biệt là của sử nữ nhá. Hồi bé thì hơi khó nuôi, có thể là hay đau ốm, hay quấy khóc. Và lưu ý cho mình là mặc dù bé nhà bạn thông minh, đang nói về bé đầu lòng, nhưng việc sự ra đời của đứa con đầu lòng đem đến một số chướng ngại vật nhất định cho bản thân mọc kim ngưu. Có thể vì có bầu mà bạn mất việc, mà bạn nợ nần, mà bạn gặp mâu thuẫn với gia đình. Tức là nói thế này, có thể con của bạn, được chưa, ở kiếp trước đã từng là kẻ thù của bạn, nên kiếp này là mình phải trả lại. Có thể kiếp trước mình làm gì nó rồi, nên kiếp này nó tái sinh à? Nó chuyển kiếp dưới hình dạng con mình, nhưng mình cũng phải trả một số nghiệp liên quan đến con.
Mặc dù là mình không trả trực tiếp cho nó, nhưng mà mình trả cho những thứ khác. Để ví dụ như mình nói là có bầu nhưng mà mất việc đó, có bầu nhưng mà mâu thuẫn với gia đình đó, là như thế. Rồi, tiếp theo là cung nhà 8 là nhân mã. Nhà 8 là nhà của những sự kiện đột ngột, và nhân mã là cung của học cao, cung của mentor, cung của người hướng dẫn. Thế thì những bạn mọc kim ngưu vốn không quan tâm lắm đến học cao, là ra các bạn này chỉ thích tiền rồi ổn định cuộc sống thế thôi, chỉ thích ăn ngon mặc đẹp thôi mà. Không quan tâm lắm đến việc tìm kiếm mentor, đến người hướng dẫn trong cuộc sống, nhưng cơ hội học cao và mentor vẫn luôn xuất hiện đột ngột trong cuộc sống của các bạn. Đang yên đang lành nhân mentor xuất hiện, đang yên đang lành thì ê, có học bổng du học này, đi học đi. Và chỉ cần mọc kim ngưu muốn luôn luôn tìm được mentor trong công việc. Nhớ nhá, trong công việc thôi. Chỉ cần bạn muốn là bạn sẽ tìm thấy. Tuy nhiên mentor về tinh thần, về tâm linh, về cuộc sống hàng ngày, thường là bạn tìm thì không ra, nhưng lại xuất hiện đột ngột trong cuộc sống của bạn dưới những hình tình huống, hình thức bất ngờ nhất. Đó, rồi. Tiếp theo bạn có cung nhà 3 cự giải. Cự giải là cung của mặt trăng, là được cai quản bởi mặt trăng. Nhà 3 là nhà của giao tiếp, của di chuyển. Trước hết là mọc kim ngưu di chuyển nhiều, kể cả trong nước lẫn ngoài nước, bởi vì mặt trăng là hành tinh di chuyển nhanh. Mặt trăng và anh thủy tinh là hai hành tinh di chuyển nhanh. Hai hành tinh di chuyển nhanh ở trong nhà của di chuyển, tức là double di chuyển đúng không? Di chuyển nhân đôi. Mọc kim ngưu đi lại nhiều, có thể vì công việc, có thể vì bạn thích thế, kể cả là du lịch hay công tác nha. Mọc kim ngưu thích giao tiếp, và nếu có em trai em gái, bạn sẽ rất yêu quý em mình. Bạn sẽ cảm thấy trân trọng em, yêu thương em, như thể tìm thấy bình yên thông qua việc nâng niu, chăm sóc, trân trọng em. Kể cả khi sau này em bạn lớn, bạn vẫn rất muốn được chăm sóc nó. Em thôi, còn anh chị lớn thì chưa chắc. Ok, rồi, vì nhà 3 là nhà của em, em ruột nha. Và cuối cùng là cung nhà 12 Bạch Dương. Đấy, và trong tất cả các cung mọc nhá, cung nhà nào Bạch Dương thì bạn hiểu bản thân mình thông qua khía cạnh của nhà đó. Tức là với cung nhà 12 Bạch Dương, mọc kim ngưu hiểu bản thân mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn khi bạn liên kết, bạn làm những thứ thuộc về nhà 12. Khi bạn đi xa nhà, đặc biệt là ra nước ngoài, càng xa nhà thì bạn càng hiểu bản thân, cũng như hiểu cuộc sống, hiểu vũ trụ hơn. Thế nên nếu có cơ hội đi du học hay là đi công tác xa, ở lại thành phố, đất nước khác một khoảng thời gian dài, thì các bạn hãy làm đi, để có thể hiểu bản thân cũng như hiểu vũ trụ hơn, hiểu cuộc sống hơn. Rồi, thì đó là phần phân tích về mọc kim ngưu. Dĩ nhiên là cái này mình chỉ nói về mọc kim ngưu đúng một mình thôi. Còn nếu bạn nào nghe radio, sao bạn bảo là nhưng mà tôi cũng là mọc kim ngưu, nhưng sao tôi nghe chả giống tôi gì cả, thì có thể là bạn có những hành tinh khác, nó ở một số vị trí mang đến những cái thông điệp trái ngược với những gì mà mình vừa nói. Thì vị trí của các hành tinh nó giống như một cái lớp khác. Đấy, học về chiêm tinh chúng mình hiểu là một cái bản đồ sao có khoảng 100 lớp, thậm chí 1000 lớp chồng lên nhau. Thì bây giờ mình đang chỉ giới thiệu cho bạn một cái lớp rất là mỏng thôi. Ok, thì đấy là về radio ngày hôm nay. Chắc mình sẽ dừng radio ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye.